Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả các em đem đây câu cá. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 3, shop Tuấn Kiệt CP tiếp tục gửi đến em một lô cần hàng kiện Nhật. Thì lô lần này bao gồm là 24 con cần, bao gồm các hai loại lưu rê, câu ngâm, sông hồ, câu lăn xê, câu lục, bạc bờ biển, cho anh em tham khảo. Lần này mình gửi đến anh em là 24 cây. Anh em thích cây nào thì cứ liên hệ đặt hàng trực tiếp với shop qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như là giá từng cây cho anh em nắm. Đầu tiên, như anh em có thể thấy, trên tay mình cây cần số 1 là một cây cần súp. Con cần súp này thì nó là một dòng súp chất liệu gấp phít đỏ Brocat, dài 4m5, dài 4m5 anh em, giá là 500k ha. Trang bị dòng bát Fuji, fan Fuji. Con này cho anh em câu lục hoặc là câu bạc bờ biển ha. Fan Fuji hết. Thì nó là màu cam. Tổng thể thì cái cần nó còn cũng khá là đẹp, khá là sáng. Fuji hết nha anh em. 4 fan 1 bu ha. Con này thì nó có ngọn là 2 ly 8, giá 500k nha nè, mã số 1. Kế tiếp mã số 2 là một con súp hàng carbon, con này carbon xoắn chìm, bát Fuji tem vàng, phen Fuji, carbon xoắn hết luôn ha, chiều dài 39. Con này thì nó cứng tầm CX. Cho anh em câu đầu cần nha anh em. Con này anh em câu đầu cần ha. Tổng thể thì còn rất là mới đẹp. Fuji. Fan này fan Fuji, mình nói nhầm. Fuji xám. Chất liệu carbon. Đây carbon đây. Xoắn chìm ha. Rất là mới. Ngọn xoắn nè. Đấy. Con này sẽ có giá là 1 triệu mốt nha anh em. Cứng là CX ha. Dài 39. Cho anh em câu đầu cần hoặc là câu bạc bờ biển. Ngọn của nó là tầm 2 ly. 2 ly, 2 ly mốt đó. Giá 1 triệu mốt ha. Kế tiếp mã số 3 thì đây là một dạng cần rút súp lở anh em. Con này chuyên dụng cho anh em câu lua, lua cá lóc hoặc là câu những cái đùng trống ấy. Thì con này nó có chiều dài là 3m6. Thương hiệu của nó là Suzumi. Độ cứng của nó thì nó tầm cỡ M của lại cần lua, M hoặc là MH. Phen Fuji hết ha, bát máy Fuji Japan. Đấy, FS7. Giá con này là 700k, Suzumi. Dài 3m6. Trong thì cũng còn rất là đẹp. Con này full carbon hết nha anh em. Ngọn của nó là 1 ly 9.
Kế tiếp mã số 4 là một con cần tay. Tay này chắc là của Dewa. Con này thì nó có chiều dài là 17 feet. Để anh em có thể thấy ha. 17 feet thì nó chiều dài nó là 5m1, 5m, 5m1 carbon. Tay này là dòng cần tay rất rất khúc nha anh em. Thì mình đã quấn cố định cho đầu lóng lại hết luôn ha. Cho anh em câu được chắc chắn, đi keo quấn chỉ lại hết rồi. Đấy. Cho họ làm hết luôn. Thì có anh em thắc mắc không biết cần ráp khúc là như nào. Ráp khúc là mình ráp từng khúc lại nha anh em. Còn cần rút thì mình rút ra, mình rút ra từng cái lóng. Đây là dòng cần ráp khúc. Thì con này nó sẽ có là 2, 4, 5 lóng và một ngọn. Chiều dài của nó là tầm 5m1, độ cứng là 3H nha anh em. Đo ngọn cho anh em xem ha. Ngọn của nó là 0,8, tầm 1 ly á. Thì anh em nào lấy mình sẽ gắn cái cọng chỉ đầu ngọn vô cho anh em nhé. Con này mình sẽ để cho anh em với mức giá là 800k. Kế tiếp mã số 5 vẫn là một con cần tay. Thì đây là dòng cần tay hạ xuống từ cần ISO nha anh em. Cái đít nó hơi mòn tí ha, mà không vấn đề gì hết ha. Chất liệu carbon. Thì carbon con này nó có chiều dài là 4,5 m. Con này chiều dài 4,5 m. Nó cứng thì nó cứng tầm 3,5H nha anh em. Tại vì đây là cần ISO hạ xuống cần tay 3,5 đến 4H, 3,5H. Carbon xoắn ha. Quấn chìm. Quấn chỉ hết đầu lóng nè. Thì con này cần này nó có xước xét theo thời gian. Đấy, nó có những cái xước đấy. Anh em nào muốn lấy cây cần giá mà hợp lý trong cái tầm giá vài trăm mà chơi được cái hàng carbon xịn thì có thể lấy con này. Nó xước này nè, xước dạng xước cát này. Đấy, nó xước như thế đó. Thì đây là hàng bãi, nó xước xét nhiều. Con này mình để cho anh em với giá 300k thì nó chỉ bằng giá một cái cây cần tàu thôi. Nhưng mà anh em câu những cây cần này nó đã hơn cần tàu nhiều lắm. Nó nhẹ lắm anh em. Anh em nào câu nhiều cầm cây cần mà hàng bán bên thị trường Nhật nó khác. Cầm nó đầm tay mà nó nhẹ hơn những cây cần tàu dữ lắm. Con này giá 300k nha anh em, 4,5 m ha. Cứng tầm 3,5 đến 4H. 300k. Kế tiếp mã số 6 là một con cần Daiwa. Đây qua này còn cả bao luôn. Con này là cần gấp fix dài 5,3 m. Thì con này có giá là 200k nha anh em. Cần này thì còn rất là mới. Con này chắc cứng tầm 2,5 h. Cho anh em câu rufi, câu cá sặc rằn hoặc là anh em câu cá giết được ha. Để mình đo ngọn. Con này ngọn của nó là 1,4 ly. Mình đo ngọn con này. Con này ngọn 1,4 ly luôn nha anh em. Kế tiếp mã số 7 vẫn là một con cần tay. Thì đây là một dòng cần tay hỗ trợ máy dây trong, chất liệu carbon ha. Thì con này cũng khá là độc, anh em có thể mua sưu tầm.
thì chỉ có những cái dòng cần nội địa Nhật nó mới làm như này ha, bát Fuji Japan này, Fuji gặp để anh em lòn dây trong vào như này ha, gắn máy vào đây, lòn dây trong vào đây. Con này thì anh em có thể câu được máy ngang và máy đứng. Cái bát này thì nó không kén máy, chất liệu carbon hết nha anh em. Giá con này là 700k, chiều dài của nó là 3,9 m. Em mình rút đầu đầu ngọn ra cho anh em xem nè. Đấy, đầu ngọn nó có một cái ống ghe dây trong ha. Thì anh em có thể câu được những cái địa hình xa, mình có cái máy rồi mình quăng ra xa được. Con này tổng chiều dài nó là 3,9 m nha anh em. Độ cứng của con này nó tầm 3H. Cho anh em săn chép Rufi giết. Ngọn của nó là 1 ly 1. Kế tiếp, mã số 8 là một con cần lua một khúc. Đấy, anh em có thể thấy lua một khúc máy ngang. Thì đây là dòng cần lua của thương hiệu Ryobi, cán gỗ bằng. Thì cái này nó bám mồ hôi hết anh em vệ sinh lấy xà bông chà lên là nó ra hết nè. Rồi cầm tới cầm lui nó bị bám mồ hôi ấy, cái gỗ bằng. Con này thì nó có thông số là 1,8 m, độ cứng lên mà là cần một khúc nha. Thì anh em nó muốn câu một khúc thì đấy, còn không thì hạ xuống 2 khúc. Con này sẽ có giá là 1 triệu, thông số lua đi 6 đến 16 phao, 7 đến 18 gram ha. Cứng ML cho anh em đánh lóc đánh chẽm. Trang bị dòng phen Fujisic, phen xích ha. Đây ngọn của nó đây, bu bu Fujisic luôn. Bộ phen xích giờ giá nó 1 triệu mấy anh em, ngọn 1 ly rưỡi anh em. Xích giờ anh em mua giá nó dao động tầm 1,2 triệu cho đến 2 triệu mấy anh em, một bộ phen vui xích á, xích 3 chân cao giống cái dạng cây Ryobi đấy, chung phen xích là không rẻ đâu. Kế tiếp là một cây phen quýt hiện đại bàng này. Phen quýt này là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ anh em nào chơi cần mà nó song song với thương hiệu Ben đó anh em. Nó Ben cho anh em biết. Fenwick thì có thể một số anh em không biết. Con này thì là một dòng cần lua máy ngang. Nó có chiều dài là 1,8 m. Lua là 1 sẹt 4 đến 3 sẹt 4 jack. Thì 1 sẹt 4 tức có nghĩa là 7 gram. 3 sẹt 4 jack thì chắc lẽ là 7 đến 21 gram. Con này anh em có thể đánh những cái mồi cá lóc cá chẽm ha. 7 đến 21 gram, 8 đến 20 phao. Tải cá tầm 3,5 cho đến 9 kg. Thì cái cán của nó là nghệ nhân Nhật làm nha anh em. Đây là cán gỗ bằng rồi họ đi keo lên ấy. Nhìn cũng khá là độc. Fenwick cái dòng đặc trưng là lúc nào nó cũng trang bị dòng phen Fui Xích chân gòn. Lúc trước mình cũng đã bán rất là nhiều cái dòng này rồi. Fui Xích chân gòn nha anh em. Phiền của nó này. Đấy anh em coi thấy ha. Con này thì cũng khá là cứng, con này chắc là cứng tầm M đấy. Đây cái ngọn của nó điều đặc biệt là nghệ nhân Nhật làm nè. Đấy, quấn chỉ lên keo đấy. Vui xích luôn nha anh em. Thì con này mình sẽ để cho anh em với giá là 1 triệu. Vui xích. Để mình đo ngọn nó cho anh em xem. Con này cứng M nha anh em. Ngọn của nó là 1 ly 8.
tầm ly 7, ly 8. Đấy. Kế tiếp mã số 10 là một con cần lua. Con này là một cần lua máy ngang của thương hiệu Olympic. Cán gỗ bằng con này rất là mới, tổng thể anh em mới tinh luôn. Bass Fujigon. Thì giá của nó là 1 triệu nha anh em. Mã số 10 ha. Chiều dài của nó là 1m8, độ cứng là M. Trang bị dòng phen Fujisic. Rất là mới. Chất liệu carbon. Bộ xích luôn ha. Con này thì chuyên dụng cho anh em đánh lure, lóc chẽm. Đấy anh em nào không. Để mình đo cái đường kính ngọn nó cho anh em xem. Một ly 6 nha anh em. Thì giá nó vẫn là 1 triệu, mã số 10. Kế tiếp, mã số 11 là một con cần Daiko. Daiko là một thương hiệu nội địa Nhật. Con này là lua máy ngang, chuyên dụng cho anh em câu suối ha. Con này độ cứng là UL. Thì UL thì nó rất là ít chứ nó không đại trà. Bass Fujifilm vàng, cán gỗ bằng, chất liệu carbon. Đây thông số nó đây anh em. 5,6 độ cứng là UL ha, Ultra L. Màu xịt 8 đến 3 xịt 8 UZ 6 đến 12 phao. Thì đây là một dòng UL mà cái độ action nó cao cho nên là cái thông số tải mồi nó cao anh em. Anh em có thể đánh được mồi nhẹ và mồi nặng luôn. Loại này anh em có thể đánh mồi được tầm 3 gram cho đến tầm mười mấy gam vẫn ok, tại vì cái độ action nó cao, 3.8 UZ lận. Trang bị dòng phen Fujisic chân gòn, bass Fujifilm vàng ha. Thì ngọn nó là 1,5 ly. Cái con cần này có chiều dài tổng thể là 1m68, giá của nó là 1 triệu nha anh em. Thì cái con này là cần cắm gốc ha. Mà bây giờ nó hít quá mình rút ra không được. Ấy nè. Anh em coi thấy dàn cắm gốc nè. Đấy anh em thấy không? Cái lúc mà người ta sản xuất ra, cái người dùng trước của họ họ không có rút ra, từ cái lúc bán ra đến bây giờ nó hít cứng lắm. Cái này chắc là họ mới làm được. Con này mét 68 giá 1 triệu nha anh em. Kế tiếp mã 12 là một con cần lua máy ngang thương hiệu Shimano Bass One. Con này trang bị phen Fuji Bass Shimano ha. Bass One HG, con này nó dài là 1m65, lua 5 đến 18 gram, 6 đến 14 phao, Korea xuất Nhật, phen Fuji, còn tổng thể thì còn khá là mới. Con này giá 800k nha anh em. Đồ cứng của nó thì nó tầm L, ngọn của nó là 1 ly 3. Kế tiếp mã số 13 là một con cần Shimano Edge. Hàng này là một dòng Shimano đời cao của Indonesia xuất Nhật. Thì con này mình để cái này dính keo thôi nha anh em. Cái này chùi ra hết nha. Tại vì cái keo dán nó bị dính rồi. Đấy anh em thấy không? Chùi ra hết nè. Con này do cái phen của cây này cắn cái kia nè, nó bị rạn ngay đây một đường nè. Cho nên mình sẽ bán cho anh em với mức giá cho anh em về có thể là độ chế lại câu câu cũng vô tư chứ không không vấn đề gì đâu.
Nhưng mà nếu mà cần bị lỗi thì phải bán theo giá lỗi. Bây giờ hiện tại một cái bộ fan Fuji đời cao như này anh em mua không bao giờ dưới giá 600 ngàn được. Mình khẳng định một điều luôn. Bộ fan Fuji máy ngang đời cao này không bao giờ có giá dưới 600 ngàn. Tại vì mình bán fan, lúc trước mình có bán fan mình biết. Đây là cái dòng Fuji dạng chân trắng anh em, đời cao. Cái lò chân đen thì nó là đời trước. Con này thì nó có thông số nè, anh em có thấy ha, 1m65, máy ngang, Shimano. Con này bình thường thì nó cũng phải là 8-900. Mình bán cho anh em với giá là 350, 350k ha, anh em về có thể là độ. Cái này mình quấn chỉ là mình câu là bình thường thôi. Vì nhưng mà cái cần thì nếu mà độ chế lại thì nó cái độ thẩm mỹ nó cũng không cao. Cái này anh em có thể đưa cho thợ làm, họ có thể quấn chỉ lại, quấn cái chỉ nó cùng màu với cây cần nè. Đấy, tại vì nó chỉ có rạn một đường như đây ha. Đây mình soi kỹ cho anh em xem nó ha. Phôi của nó thì cái này khúc gốc. Kế tiếp mã 14 là một con cần lua máy ngang, chất liệu carbon, fan Fuji. Con này sẽ có giá là 400k nha anh em. Dài 1m7, độ cứng ML. Nhọn của nó là 2 ly 2. Kế tiếp mã 15 là một con cần Daiwa. Đây là một cây cần hệ của thương hiệu Daiwa, dòng Hauderlock. Tem vàng ha. Rất là mới, con này tổng thể rất là mới. Bass thì là của hãng Carbon hay da, fan Fuji. Cứng 50 và 3,3 m, giá của nó là 1 triệu tư nha anh em. Cần còn rất là chuẩn, đầu bu Fuji xích. Đo ngọn nó cho anh em xem, con này thích hợp cho anh em câu cá tra, câu lân xê ha. Ngọn của nó sẽ là 2 ly. 2 ly, 2 ly mốt anh em. Kế tiếp mã số 16 là một con cần Suzumi hai khúc, đây là cần dây trong anh em. Trang bị dòng bass Fuji. Thì đây là dây trong lồng sứ Fuji ha. Lồng sứ Fuji xích luôn nè. Xích bóng luôn ha. Con này cứng 30 và 2,7 m. Thì giá của nó là 600k. Phôi dây trong này nó cũng khá là cứng nha nè. Ngọn của nó là 2 ly 3. Giá 600k. Kế tiếp mã 17 là một con cần Shimano hai khúc. Carbon xoắn gân guốc ha. Bass Fuji, fan Fuji, carbon hay da. Giá con này là 1 triệu 2 và 2,4 m. Độ cứng nó thì nó tầm 50 á nè. Đầu bu Fuji xích. Thấy rất là mới. Tem vàng. Ngọn 1 ly 2 thì con này cái thân nó cứng nhưng mà cái ngọn của nó thì bé nè. Thì giá con này là 1 triệu 2. Kế tiếp mã số 18 là một con cần Suzumi 3 khúc. Con này nó hai da nó sóng nữa. Đen hai da vân chìm rất là đẹp anh em. Con này ra nắng đẹp lắm. Đấy, mình soi đèn cho anh em xem. Đấy, anh em thấy không? Nó đẹp ha. Đấy, cái phôi hai da của nó nè. Có đẹp. Con này thì nó có thông số là cứng 50 và 3 m. Giá của nó vẫn là 1 triệu 2 anh em nhé. Đầu Fuji xích. Tem vàng. Bass thì là bass của hãng. Thích hợp cho anh em câu cá tra, câu lân xê. Ngọn của nó là 2 ly. Kế tiếp mã 19 là một con cần Daiwa Hauderlock Carbon hay da. Bass Fuji tem vàng, fan Fuji.
cứng 80 và 3m3, giá của nó là 1 triệu 2, dòng ARB ha. Phim Fuji hết. Con này có tem vàng nhưng mà bị tróc rồi. Ngọn của nó vẫn là 2 ly. Cho anh em mà cầu lăn C, cầu cá tra. Nó có tem vàng ngay chỗ này nè. Nè cái dấu còn keo nè anh em thấy không? Bị chóc ra đấy. Vậy con này mình bán nhiều mình biết. Kế tiếp mã 20 là một con Daiwa Hardlock carbon xoắn. Con này mới, mới tinh luôn. Bass Daiwa Fan Fui Xích, dòng nguyên xích nha anh em. Con này sẽ có giá là 1 triệu 2 và 2m7. Con này độ cứng của nó thì chắc là tầm 60 á anh em. Cứng 60 á. Cho anh em câu cá tra, câu lăn xê ha. Mình xích hết. Đó là mới. Đây là dòng đề cao cho nên là hàng của Taiwan xuất Nhật nha anh em. Thì nhà máy Daiwa đặt ở bển. Mà code đầy đủ hết nha. Xuất qua thị trường Nhật ấy. Thì sang năm 2020 này tầm tầm vài tháng nữa. Còn hiện tại bây giờ họ sản xuất nhưng mà ít lắm. Tất cả những cái dòng đời mới của Daiwa hoặc là Majorac thì nhà máy của nó sản xuất tại Việt Nam hết nha anh em. Sau này anh em sẽ thấy là hàng made in Việt Nam mình nó nhiều lắm. Do cái thế Việt Nam mình nó dễ chịu hơn Trung Quốc. Và họ cũng e ngại cái vụ mà dịch Corona ở bển ấy. Ngọn con này là 1 ly 7. Kế tiếp mã 21 là một con cần 3 khúc thương hiệu Suzumi, chất liệu carbon, phen Fuji, bass Fuji tem vàng. Cứng 80 và 3m3, giá 1 triệu 2. Tổng thể anh em có thể đánh giá ha. Có tem vàng. Con này thích hợp cho anh em đánh lăn xê, đánh bạc bờ biển hoặc là câu câu ngâm ha. Ngọn 2 ly 1. Kế tiếp mã 22 là một con Suzumi 2 khúc chất liệu carbon xoắn, phen Fuji xứ dạ quang, bass Fuji. Con này mình chưa vệ sinh gì trơn ha, nó hơi bị bám bụi một tí. Đấy, xinh lại là đẹp. Giá con này là 800k. Con này cho anh em câu lăn xê, câu bè hoặc là câu cá tra ha. 30 nhưng mà nó cứng như là 50 vậy đó anh em. Nhưng cái có những cái dòng cần cái phôi nó làm cứng lắm. Còn con này là 2 ly. Giá 800k anh em, có tem vàng đây. Giá rất là hợp lý cho một con cần carbon Fanpage Fuji. Chiều dài nó là 2m4. Kế tiếp mã số 23 là một con cần Ryobi 3 khúc chất liệu carbon phen Fuji bass Fuji tem vàng. Con này có độ cứng 30 dài 3m, giá là 1 triệu. Cần này thì nó cũng còn rất là chuẩn. Ngọn của nó là 2 ly 1 nha anh em. Con này ngọn cũng đanh lắm ấy. Cuối cùng là một con Ryobi 3 khúc chất liệu carbon phen Fuji, bass Fuji tem vàng. Cán nó còn bọc cả keo luôn đây. Quấn cái vân như này rất là đẹp ha. Cái thời gian quấn cái này rất là lâu anh em. Những anh em nào hay dựng cần thì anh em biết. Con này dài 3m6, độ cứng nó chắc là nó tầm, con này cứng chắc tầm 40 ấy. Cho anh em câu quạt bờ biển hoặc là câu vặt, câu ngâm được ha. Carbon 3m6 Ruby Double Fuji 6 nè, con này giá 1 triệu. Ngọn của nó là 1 ly 8. Thì tổng quan sơ lược này mình gửi đến em là 24 cây cần. Anh em thích cây nào thì cứ liên hệ đặt hàng với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106 và 0888 009 081 thì mình sử dụng hai số ha. Anh em vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ những video mới nhất từ shop. Chào toàn thể anh em.